Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin tiếp theo trên kênh Phụ Nữ TV, kênh chuyên cập nhật những thông tin về giá cà phê và giá hồ tiêu hàng ngày. Nếu các bạn quan tâm tới hai loại nông sản này, hãy ấn nút đăng ký kênh, đồng thời nhấn hình quả chuông để không bỏ lỡ những video mới mỗi khi kênh phát hành. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ cho kênh trong thời gian vừa qua. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ. Thưa quý vị và các bạn, giá cà phê hôm nay ngày 8 tháng 1 tăng nhẹ phiên đầu tuần ở các địa phương trong nước. Trên thị trường thế giới, kết thúc phiên giao dịch cuối tuần qua, giá cà phê Robusta tại sàn London ở kỳ hạn giao tháng 3 năm 2024 tăng 9 USD trên tấn, với mức tăng là 0,32%, lên mức giao dịch là 2.795 USD trên tấn. Trong khi đó, ở kỳ hạn giao tháng 5, giá cà phê tăng 13 USD trên tấn, lên giao dịch ở mức là 2.727 USD trên tấn. Tại sàn New York ở Mỹ, trong phiên giao dịch cuối tuần qua, ở kỳ hạn giao tháng 3, giá cà phê đã giảm đi 2,75 sen, xuống mức giao dịch là 182,8 sen trên bao. Trong khi đó, kỳ hạn giao tháng 5, giá cà phê giảm đi 2,4 sen, xuống mức giao dịch là 181,1 sen trên bao. Tổng kết giá cà phê trên hai sàn phái sinh trong tuần qua, ở kỳ hạn giao tháng 3 năm 2024, giá cà phê Robusta đã giảm đi 46 USD trên tấn, trong khi đó cà phê Arabica giao tháng 3 giảm 5,5 sen trên bao. Tuy hai sàn cùng giảm, nhưng giá cà phê trong nước trong tuần qua vẫn giữ ổn định và duy trì ở mức cao, với mức giá trên 68.000 đồng 1 kg. Nguyên nhân là do nguồn cung Robusta từ Việt Nam không dồi dào ngay cả khi vụ thu hoạch đang diễn ra. Và năm nay, tâm lý người nông dân trữ cà phê nhiều hơn. Các thương nhân cà phê tại khu vực Đông Nam Á cho biết sẽ không dễ mua cà phê Robusta từ tay nhà nông nếu không đưa ra một mức giá chênh lệch cộng thỏa đáng so với giá cà phê kỳ hạn sàn London. Kết thúc tuần đầu năm 2024, giá cà phê trong nước vẫn đứng vững dù sàn London giảm. Thị trường đang lo ngại từ nguồn cung từ Việt Nam trong năm nay, khi Tổng cục Thống kê Việt Nam báo cáo xuất khẩu cà phê trong năm 2023 giảm 9,6% so với năm trước, xuống chỉ đạt 1,6 triệu tấn. Đây là một tín hiệu tích cực cho cà phê của Việt Nam trong năm 2024, tiếp tục tăng trưởng tốt. Thưa các bạn, về tình hình giá cà phê trong nước, sáng nay khu vực các tỉnh Tây Nguyên và miền Nam, giá cà phê tăng nhẹ thêm 200-300 đồng trên 1 kg. Sáng nay giá cà phê trong nước thu mua trong khoảng 67.700 đồng tới 68.800 đồng 1 kg. Ghi nhận tại tỉnh Lâm Đồng, khu vực huyện Lâm Hà và thành phố Bảo Lộc thu mua với mức giá là 67.700 đồng 1 kg và 67.600 đồng 1 kg. Mức giá này cũng ghi nhận tại huyện Đức Trọng và huyện Di Linh. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk, khu vực huyện Cư Mờ Ga thu mua với mức giá là 68.700 đồng 1 kg. Tại khu vực huyện Ea Hờ Leo, thị xã Buôn Hồ, ghi nhận ở mức 68.600 đồng 1 kg. Ở huyện Cư Quyên và huyện Cờ Rông Năng, Cờ Rông Vắc của tỉnh Đắk Lắk, mức giá thu mua là 68.500 đồng và 68.600 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai, khu vực thành phố Pleiku và huyện Ea Krai ghi nhận quanh mức 68.600 đồng 1 kg. Tại khu vực huyện Chư Rông và huyện Chư Sê, mức giá là 68.500 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Nông, tại thành phố Gia Nghĩa, thu mua với mức giá là 68.700 đồng 1 kg. Tại khu vực huyện Đắk Lấp và huyện Đắk Song ghi nhận quanh mức 68.600 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Kon Tum, khu vực ở huyện Đắk Hà và huyện Ngọc Hồi, mức giá ghi nhận là 68.600 đồng 1 kg. Khu vực huyện Đắk Lây sáng nay ghi nhận quanh mức 68.500 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Đồng Nai ghi nhận quanh mức 68.600 đồng 1 kg và tại khu vực tỉnh Bình Dương, mức giá là 68.800 đồng 1 kg. Đối với giá cà phê giao tới các kho quanh cảng thành phố Hồ Chí Minh, ghi nhận quanh mức giá là 68.900 đồng 1 kg. Còn trên thị trường tự do, giá cà phê nhân xô được các công ty và đại lý thu mua ở những vùng nguyên liệu quanh mức giá 68.700 đồng 1 kg, thậm chí lên tới 69.000 đồng 1 kg. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi những thông tin cập nhật giá cà phê sáng nay trên kênh Phụ Nữ TV của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong bản tin tiếp theo.